chiều qua ô tô 7 chỗ biển số 50LD03290 do ông Phạm Hoàng Lộc, 54 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển chạy trên trục đường chính của khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, bất ngờ tông vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn khiến tài xế xe 7 chỗ mắc kẹt trong xe. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ khu công nghiệp và công nhân gần đó nhanh chóng đến phá cửa xe, cứu người, nhưng tài xế đã tử vong. Ngoài ra, một chuyên gia người Nhật Bản ngồi ở ghế sau ô tô 7 chỗ cũng bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Biên Hòa phối hợp đồn công an khu công nghiệp Amata và lực lượng tại chỗ phong tỏa một đoạn đường, điều tiết giao thông đi hướng khác và tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 18 giờ chiều qua, hiện trường cơ bản được giải tỏa, giao thông qua khu vực dần trở lại ổn định.